Đó, mọi người ơi, là vâng, bây giờ anh em đạo sĩ Hải giờ còn nhiều vụ án còn hai mọi người đang đợi chưa rồi. Bây giờ mọi người cũng hãy cho Hải đạo sĩ nghỉ miếng cho một đêm ngủ mấy cái hồn, ngủ cứ 15-20 phút có người điện thoại. Anh Hải con em mới bị mất chậm xe, anh Hải em mới bị cướp thì kia, rất là nhiều bà con cũng thông cảm. Giờ một ngày ngủ có mấy cái hồn giờ còn mệt lắm rồi, thì rất là mệt, rất là đau buồn. Vì anh này giờ ảnh từ ở miền ở Sóc Trăng đi xe Honda hai bánh lên đây gặp đạo sĩ Hải tìm vợ, hứa ra là vợ của anh tôi sẽ tìm được, nhưng mà biết tìm được rồi về có ở chung hạnh phúc hay không là cô không biết nha. Tại vì chuyện này là vợ nghe nói vợ anh là đi mấy lần rồi không? Dạ. Vâng. Dạ. Đó. Lần nào về cũng nói là khổ tâm, tại vì con ở tù á, ở tù về đi mằng kiếm tiền lo cho nó. Rồi ở đây mới nói lấy tài sản này bán đi từ từ mà anh mằng sống lại, nó ông của anh ra để sau này dưỡng già. Vâng. Bây giờ còn khỏe. Bây giờ tôi hỏi nè, anh họ tên gì? Em tên Dâm Thanh Tùng, sinh 1973, nơi đăng ký thường trú ấp Bồ Đồng, thị trấn Bình Hưng Nghĩa, Mỹ Tú, Sóc Trăng. Rồi. Anh sinh 73 không? Mà dạ. Sao có thấy nãy vô tuổi anh là sao mấy tuổi mà? Dạ tại vì em lăn lóc ngoài đời sớm. Vâng. Tại 31. Ừ, 73 mới có 51 tuổi mà thấy hết trẻ dương. Nãy lúc đầu tuổi sao mấy tuổi mà? Vợ là Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1977. Rồi. Nơi đăng ký thường trú hiện nay cũng cầu đồng thị trấn Bình Hưng Nghĩa, Mỹ Tú, Sóc Trăng luôn, cùng địa chỉ. Có giấy kết hôn hộ khẩu hẳn hồi. Hợp thức quá trong gia đình. Vâng, hai chồng ở mấy con rồi? Hai chồng sắp nói chưa có đứa nào hết. Rồi. Trước đó là anh có vợ con chưa? Có vợ, dạ, có thằng con mà vợ qua đời. Vợ qua đời mới đúng rồi, vợ qua đời phải bước rồi được rồi. Anh giúp tôi vợ tôi qua đời mà tôi chưa chấp bước. Bước về rồi. Bước thứ hai là làm giấy kết hôn hẳn hồi nhập hộ khẩu. Rồi. Là hợp thức quá trong công nhận xã hội công nhận. Rồi, đúng rồi, anh nói đúng. Nhưng mà tôi hỏi anh nè, ở nhà anh có chăm sóc lo sao sống vợ đầy đủ không? Lo đầy đủ về mọi chi tiết. Vâng. Chí vợ nói có một câu, em khổ tâm con em ở tù. Để em còn khỏe mằng kiếm tiền lo cho con em. Tôi mới nói nếu em không có tiền lấy tài sản bán đi từ từ anh sắm lại. Con em cũng như là con của anh, tại thương mẹ thương vợ là phải thương con. Con của vợ cũng là con của mình. Đúng. Thành ra từ chỗ đó vợ muốn đi mằng kiếm thêm ở đây bức xúc phải đi tìm. Tại vì thương vợ mới đi tìm, còn không thương thì bỏ luôn. Lại rằng này á, em đi kiếm tiền nhiều lần rồi, mà đồng tiền của em chưa bao giờ em anh hỏi điều tra để làm gì. Chỉ vì thương vợ, chưa không muốn nói những chuyện gì để cho vui hết. Nếu mà nói ra thì vợ chồng nó cắn đắng. Thật ra kè cỡ nào cũng ngậm đắng nuốt cay để cho vợ chồng đầm ấm. Giờ này á, anh lên tới Bình Dương nhờ anh Nguyễn Thanh Hải trợ giúp tìm em về sống với anh chọn đời chọn kiếp, dù anh lo hết khả năng mà cũng xin tính sao, còn hiện tại anh vẫn lo cho em chọn gối trước kia sao bây giờ bị như vậy. Đó, nói chung là ảnh là nói với chị là ảnh sẽ lo cho chị suốt cái cuộc đời này, bảo vệ cho chị suốt cuộc đời này, nhưng mà chị bỏ cái đó, chị đi bỏ đi 4 lần phải không? 4 lần lần này mới mua đầu á, nó đi bán hùng hợp với ta, bán quán cơm lẩu lả, bán cắm lắp. Vâng. Mình là chồng mình nó thôi bán rồi thôi, giờ lấy cọng dây chuyền đó làm cắm lắp đi, anh đi mua cọng dây chuyền khác cho em. Không có tiền đi dây bằng phán quỹ tín dụng được 20 triệu, mua cọng dây chuyền 19.800.000 cho vợ đeo, chưa được một tuần lễ nữa vợ đi nữa. Phải vợ đi nữa không? Là giờ này mấy vợ đi đem theo vàng chồng vô. Nói chung là tài sản riêng là của Nhâm Thanh Tùng cho vợ đeo, tại vì vợ chồng làm giấy kết hôn hẳn hồi nhập hộ khẩu hẳn hồi thì cũng như là vợ chơi là của chung. Tại vì mình nghĩ là thương vợ mình mới nói là của chung. Nếu không thương cho vợ một dĩ vàng là vinh hạnh rồi, còn cái này chủ yếu là sống cả đời không hơn thua gì một tài sản gì hết. Nhưng mà mong em về sống với anh là trọn đời thôi chứ anh không mong gì khác đó. Anh lên tới đây là mấy trăm cây số là mục đích tìm em về để sống là nửa đời còn lại. Sau này anh lo chừng nào không được em muốn làm gì làm, còn hiện tại anh phải lo cho em là trước sau cũng là như một. Tâm nguyện của anh là cuối cùng bất cứ nơi nào bây giờ á, dù á trong nước Việt Nam này bất cứ ai mở nơi nào em, anh có thông tin là anh đi tới nơi hết, dù em phụ anh như thế nào thà là giáp mặt với anh. Còn nguyên nhân bây giờ Đà Lạt, Hà Nội, ở đâu bất cứ trong nước Việt Nam gì anh cũng hy sinh hết tất cả đi tìm em về sống với anh trọn đời, tâm nguyện của anh cuối cùng đó, tâm niệm đây là cuối cùng đó. Dù bất cứ chuyện gì anh cũng không nói tới hết, chủ yếu là nữa từ đây trở về sau là vợ chồng sớm mà sum họp với nhau là anh hãnh diện.
Em nghe nói câu nói này, khi em về tới nhà, đầu anh để thờ tóc, thờ ông thờ bà, em về là cao đầu xuống tóc. Nói cho em nghe, tại quá thương em rồi, tại vì má cũng thương em đôi. Em chưa bao giờ động lòng đâu, mà bây giờ em chịu quá nổi á. Cái gì mới lên đây nhờ anh Nguyễn thế nãy, nhờ trợ giúp thôi. Nếu con bác nào biết thì cho em địa chỉ đi, em số điện thoại của em là 035 834 7123 hoặc là 0949 080 360. Em bất cứ nơi nào em nghe lúc nào em đi lúc đấy. Rồi nguyện vọng anh có nhiêu đó là đủ hết đó. Rồi bây giờ tôi hỏi này nè, anh cho vợ ở nhà, vợ anh có lên máy điện thoại, lên TikTok, lên Zalo, Facebook không? Vợ cầm tới ngày á, nói chung là tin tưởng vợ là vợ chơi cầm thì rồi. Mình không có muốn đếm xỉa. Vâng, rồi. Tại vì mỗi một người có cái điện thoại riêng. Rồi, vậy tôi hiểu rồi. Nè, bây giờ anh nói nè, anh ở nhà có chăm sóc miếng đất ở nhà, miếng đất mà không hữu cư ở nhà đầy đủ không? Nói chung là mình nói á thì anh em ta cười, không có nói thẳng đâu, mình vừa nặng vậy thôi, cỡ nào cỡ dù cỡ nào cũng phải đủ nhu cầu, đủ nhu cầu không, cái đó anh làm mua thuốc đủ thuốc luôn không, thì cái nói chung là bữa nào sức khỏe mình kém thì mình mua bê đất ca mình uống là tăng sức đề kháng chứ không hại gì đối với tình bà sức khỏe, vì vợ mà hy sinh hết không đó anh, em vì vợ mà hy sinh hết đó, đúng là đúng là đàn ông. Anh chạy em vẫn biết là anh chạy sớm sáng đêm để về nuôi em cũng vẫn biết, nhưng mà em phụ bạc anh chị em buồn lắm, anh đau khổ lắm, em hiểu không? Nếu cô bác nào nghe được những lời nói này, cô bác giùm chia sẻ về địa chỉ cho em cảm ơn nhiều. Tại vì nói chung em hiểu sao em nói vậy chứ giờ không đúng biết châm biếm những là gì. Chủ yếu vợ chồng là về là sống nửa đời còn lại thôi. Nhưng giờ bất cứ nơi nào nghe tin là bảo đảm trong 24 giờ thức sáng đêm cũng vẫn đi. Như hôm là ngủ được trong vòng khoảng tiếng hồ, 12 giờ đêm chạy tới đây 8 giờ không biết chỗ. Đi lặn mòn tới anh Nguyễn Thanh Hải nhờ trợ giúp. Tại thương em mới đi, còn không thương là không bao giờ em đi. Cô bác nghe những lời này động viên vợ tôi giùm. Vợ tôi là Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1973, 1977, nơi đăng ký thường trú hiện nay cộng đồng thị trấn Quỳnh Hữu Nghĩa, Mỹ Tướng Đức Trăng. Số điện thoại của vợ tôi là 0393560059. Tại vì số điện thoại của vợ tôi nó chặn của tôi lại rồi, mượn điện thoại khác vẫn điện được. Khi nào muốn về là mở điện thoại ra bình thường. Và mong em bằng mọi giá những chuyện gì bỏ qua tất cả, sống nửa đời còn lại thôi. Lòng à, anh mong muốn cuối cùng là như vậy. Nhưng mà đâu em xin hãy hứa là vợ anh sẽ về, sẽ đến đây đến chính là tôi biết thế nào cũng đến chính lại. Tại vì sao? Tại vì nói chung là sự việc là hai chồng mình nghi là vấn đề để có cái gì phức mắc ở không, tại vì em thương vợ em thôi, mà tại vì có cái anh ghen không? Em buồn có cái ghen làm điện không được. Anh có ghen chữ vợ đánh vợ không? Không, hồi đó giờ chưa có một câu thô bạo với vợ con đủ má mày một cái mà chưa có bật tay. Giỡn sơ qua sơ lại chứ. Mỗi khi vợ nóng thì em bỏ đi uống phê. Đúng anh, đúng rồi. Vợ nếu mà ông tin chắc mình không phải, anh em khỏi cần giúp đỡ em. Em cho số địa chỉ về cơ qua địa chỉ em ở. Địa chỉ của chính quyền địa phương ở. Rất là đau buồn mọi người, thì hiện nay là tôi thấy chuyện vợ chồng giờ cũng bước nữa là tôi có cái bước nữa. Tôi không bước nữa. Không bước nữa, vợ tôi đã mất rồi. Nhưng mà giờ thấy mấy người đàn ông thanh niên đến đây nhờ thì Viên Hải tìm vợ. Rất là đau buồn, mà một khi mà đàn bà mà đã đi rồi, đi luôn. Còn đàn ông ta say nắng còn quay về đó hẳn. Đàn ông say nắng chút cần quay về chứ không giờ mà ta bỏ đi. Đàn ông ta còn thương vợ đứa con. Đàn ông lại thương vợ con nhất thì không ai biết đâu. Nhưng mà một khi là bởi vậy nhiều khi khổ tâm buồn lắm. Vâng. Bình thường chạy xe hút ngạn đi một gói thuốc hoặc là gói vài điếu. Từ ngày dạy đi tới giờ một ngày đi ba gói. Ủa? Không, cái đó nó thật sự luôn. Cà phê một ngày trên 10 ly. Anh mà hút rồi đó là anh lên bàn thờ sớm. Nói chung phải buồn hút hoài tới thôi. Tâm sự buồn. Mỗi người có một cái tâm sự thì sẽ hiểu. Đúng có rồi. Hoàn cảnh mới hiểu, còn không có là nói ham ăn ham uống thôi. Nhưng mà tâm sự buồn biết chia sẻ với ai bây giờ. Chúng không đó, ai giúp mình được cái gì, chỉ là anh Nguyễn Thanh Hải giúp mình được hay được cái cái quan trọng đó là anh Nguyễn Thanh Hải, hiệp sĩ Bình Dương là giúp được mình mới chia sẻ, còn giúp không được mình không bao giờ chia sẻ. Bà con bác là bưng đấy sao câu này nè, tôi làm giúp ta là phải quay cho nó chuẩn để cho mọi người họ chia sẻ, họ giúp, họ thấy họ chị họ hiệp sĩ Bình Hải, 300 hiệp sĩ Bình Hải Bình Dương sẽ giúp cho anh theo
đó, nói chung dạ. là vậy. Ừ. Tại vì em cũng từng nghe mà nhiều khi buồn quá trời hết biết rồi sao nó đứt tới tớ mới thấy số điện thoại của anh điện cho chị. Chị mới kêu là kết bạn về Zalo. Rồi anh kêu từ 7 giờ tới 10 giờ. Em nói về nếu đi xe đò là không kịp. Rồi. Xe đò thì đường đi nước bước mình không gần. Mình bây giờ là nói chung không có tinh thần để sống kinh tế. Tại vợ đi buồn là không có tinh thần thôi. Nhưng bình thường thu nhập vẫn có, ngày 200 ngàn vẫn có. Thì ngon ngày 200 ngàn lắm. Nhưng mà từ ngày vợ đi tới giờ là không có tập trung tinh thần để chạy. Ai kêu thì chạy, không kêu thôi, không bao giờ mình không thích. Đúng. Cái đó em nói về sự thật. Tại vì có vợ con nhà về mà thì vợ con chăm lo. Mà vợ con không có nhà thì mình gầu suy nghĩ. Rồi nhiều khi tới bên mình không hỏi người khác, hỏi người ta chạy rồi. Được. Rồi ai điện mình thì mình vẫn chạy, chứ mình không phải là bỏ khách. Được. Tại vì mình không có tâm trạng. Đúng, không có tại vì mà. Có cái quá thương vợ thì nó không có tâm trạng thôi. Nếu mà người vô tư đi đi làm nó khác nữa. Còn mình sống ở đây để sống cho cha mẹ già lớn tuổi, đừng có hoang mang về anh nữa. Từ chỗ đó anh mới thương em rất nhiều. Em nghe được những lời này, em gắng suy nghĩ lại rất kỹ đi. Những gì anh nói ở đây là anh nhờ tới anh Nguyễn Thanh Hải, đây là lần trợ giúp cuối cùng của trong đời anh. Mà em không thể nào ngờ được ngày hôm nay anh Lộc tới Bình Dương nhờ anh hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải trợ giúp. Em không thể nào ngờ được. Nhờ cộng đồng mạng chia sẻ và giúp đỡ về mọi vấn đề cho vợ em quay về. Lòng thành thật cảm ơn. Bây giờ anh có cho đội Nguyễn Thanh Hải đăng hình ảnh anh với vợ anh lên chết mạng xã hội không? Bảo đảm em vẫn cho, tại quá thương vợ cỡ nào em cũng cho hết. Rồi, những này nói của anh là nói đúng sự thật. Nói đúng sự thật, nếu nó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vâng, dạ. Nói chung chưa anh, nói chung là bây giờ, nói chung là từ diện phẩm này là có thêm mấy anh xe ôm, xe đáp là đây là cứ vợ bỏ, không, thì phẩm này là 5 cặp rồi. Giờ có anh là băng áo đỏ, anh lên đến sống như là ba không còn nữa. Anh lên anh khóc tại quá thương em mới lên tới đây. Không có ý đâu, ý là anh là bình tĩnh nè, anh bình tĩnh mấy hôm kia là vô là khóc không, vừa vô là hối khóc không à, chờ khóc xe chúng tôi chúng ráp xe hôm hôm nay hôm qua anh ráp ảnh, nói chung là anh nói là gì là câu nghe lời anh phải không? Một phía nếu mà vợ anh là điện lợi là câu kêu vợ hẹn vợ anh lên đây nghe. Dạ. Để. Số điện thoại vợ em là biết là tôi có hồi được nói để cô biết rồi, anh đừng phải ý chí, vợ anh sẽ điện cho tôi à. Anh ý ký thì tôi nói anh cầm hành lên kìa, cầm như vậy đó. Dạ. Mọi người hãy chia sẻ mạnh là mọi người, rất là nhiều người hiện nay là tôi muốn bước nữa mà không dám bước nữa thì dùng hiệp sĩ đi tìm vợ và cao rồi mình có vợ mình bước nữa rồi xong rồi cái vợ bỏ thì mình nhờ ai đi, lúc đó mình cứ nhờ ai nên giờ còn dám bước nữa thì rất là đau buồn mọi người, không dám bước nữa rất là đau. Bây giờ ở con nhà mình đang thư thủ lỡ chúng gió chúng mái chết thì không ai hay để xuống được. Đừng sống, còn nuôi con nữa. Anh có mấy đứa con? Có thằng thằng trai có vợ chưa? Nó mới 17 tuổi. 17 tuổi hả? Nó trốn lên nghe em đi tới đây nó mai tiền liên hệ nè, mấy tuổi mới khóc thôi. Vâng, tại nó đi Mỹ tháng rồi, bây giờ nó mới đi thôi. Nó là gì khu năm địa chỉ đây nè. Cái cơ hội em biết tìm nữa. Bây giờ nói chung là khổ tâm á. Nghèo khổ chịu đựng nổi, cực khổ chịu nổi nữa. Mà khổ tâm á, nó khổ suốt đời lắm, buồn lắm. Nhiều khi mà không dám ăn chơi như thiên hạ. Cô ba không tin hỏi gì á, thị trấn của chủ nghĩa Nguyễn Mỹ Tú tin giúp cha coi đồng quan chơi gì, đại đạt xã hội giống mọi người hay không. Em cho địa chỉ hỏi chính xác luôn, cô bà còn thân nhân hỏi thử đi. Em ở tại thị trấn của chủ nghĩa Mỹ Tú giúp cha. Ủa anh lấy vợ sau này được mấy năm rồi? Năm 6 năm rồi. Năm 6 năm là 11 năm. Tôi chưa hài cho vui trời, anh hốc quá tội ổng hài cho vui lắm. Nói chung là tại con mới điện cho địa chỉ mừng quá khóc. Vâng, vâng, nói chung là nói chung là xong khổ tâm mà không nghe lúc đầu cả mình, vợ lẫn con lắm. Lúc đầu vừa cưới mình kể cho bác đứa đi rồi bác đâu bỏ đi đâu. 5 năm đi. Tại lúc là đó lúc mấy đó, còn để được mà lúc mấy em còn để được. Thì nói thật sự với mấy anh mấy chị luôn mấy để được. Em lúc đó là 90kg, em bị gan nhiễm mỡ. Em muốn lá cây sổ bị yếu thận. Thành ra từ chỗ đó nó mới bây giờ là mới phục hồi lại thôi. Từ 90kg mà còn 55kg đó, bây giờ lên gần 70kg lại đó. Cái đó là em nói gì sự thật. Tại vì em uống lá cây sổ là một ngày đêm tiểu trên 50 lần. Uống lá cây sổ á, thành ra thận nó bị yếu.
Ủa cây tiểu nhiều cũng bị thận yếu hả? Tại vì uống lá cây sổ, sổ tiểu nhiều á, ngày đêm tới cả 50 lần nữa. Một bình nước suối ngày đêm mà ngon uống hết á. Tại vì bệnh gan nhiễm mỡ đi xét nghiệm á, rồi đi uống nghe nhân gian người ta chỉ á. Uống quá liều. Rồi thành ra bây giờ mới một hồi lại từ từ chưa hết mừng nữa. Vợ là cùng quê luôn? Vợ cùng quê khác xã, cách nhau chưa được cách nhau trong vòng 10 cây số. Rồi. Nói chung là mọi người thông cảm nè, thấy ảnh khóc quá mình hài hài cho ảnh vui cho đỡ. Chứ anh khóc quá cuộc hồi ảnh bị chết rồi. Nói chung có thấy ảnh là bị chết rồi, thấy là bị chết rồi. Ảnh này bài sinh bảy ba heo. Ảnh lúc đầu tưởng là ảnh sinh mấy tuổi mà ai ngờ ảnh sinh bảy ba. Đó, một lần nữa cảm ơn mọi người hãy chia sẻ mạnh lên. Lo cho vợ con thôi chứ không nghĩ gì.